Buổi sáng ở Trà Vinh, chúng tôi thưởng thức món cơm cà ri nổi tiếng của thành phố. Quán nằm góc đường Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Phú, bán buổi sáng, đến tầm 10 giờ là hết. Cà ri gà với nước kho gà cay, thơm xả, nồng chất kiểu Khmer và tuyệt đối không có cái vị bột cà ri dễ ngán như ở những nơi khác. Sau khi ăn sáng, chúng tôi lang thang uống cà phê cốc Trà Vinh. Nhìn thành phố nhỏ với những hàng cây cổ thụ xanh tươi, thoải mái vô cùng. Đã chạy theo hành trình hơn 1.000 cây số, chúng tôi luân phiên bảo dưỡng xe máy, những chú ngựa sắt đã tham gia hành trình dài. Tiếp tục chinh phục cửa sông thứ 6 của Cửu Long, cửa Cửu Cung Hầu. Từ thành phố Trà Vinh, chúng tôi chạy hơn 25 cây số về thị trấn Mỹ Long. Cửa Cung Hầu đi đò Mỹ Long đi qua bến Thủ Trước của Cù Lao Hòa Minh thuộc xã Long Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Ôi, ở đây chú? Ghe rập. Mỗi ngày, bến đò có 26 chuyến qua lại từ 5 giờ 30 đến 17 giờ 30. Sau khi xuống bến Thủ Trước, chúng tôi tiếp tục chạy xe máy sang bến đò Thủ Sao, Long Hòa, sang bến đò Bến Chổi, Thạnh Phú, chinh phục cửa sông thứ 5 của Cửu Long, cửa Cổ Chiên. Bến đò Thủ Sao qua Bến Chổi. Chú là người ở đây luôn hả chú? Người quê ở đây. Chúng tôi được một người dân ở Long Hòa dẫn đường và giới thiệu về địa phương. Con đường dành đai của rừng phòng hộ bằng bê tông đi khá đẹp, hai bên là những ruộng lúa và vuông tôm. Cù Lao Hòa Minh khá đẹp, khung cảnh nơi đây rất thanh bình. Cửa Cung Hầu và Cổ Chiên có chung một dòng chảy, hơn 80 cây số cuối đổ ra biển Đông. Dòng Cổ Chiên có đôi ba lần tách ra và nhập lại, tạo nên những dải cù lao lớn nổi lên. Ở đoạn cuối, hai dòng nhập lại thành một cửa sông lớn, nằm giữa Duyên Hải, Trà Vinh và thành phố Bến Tre. Đó. Đi vô khoảng 5 cây số nữa có đường tỉnh lộ đi thẳng lên. Vậy đó đi theo lên đó thì mình hỏi thăm ta hướng dẫn. Cửa Hàm Luông và cửa sông thứ tư của Cửu Long. Cửa sông nằm giữa huyện Thạnh Phú và Ba Tri của Bến Tre. Nhu cầu đi lại giữa sông này khá lớn nên có khá nhiều bến đò ngang. Từ Thạnh Phú, chúng tôi chạy đến bến đò Rạch Ngát, Thạnh Phú, sang bến đò Tiệm Tôm, Ba Tri. Tại bến đò Rạch Ngát, ba chủ đò không cho chúng tôi quay phim khu vực này, dù không có một biển cấm quay phim chụp hình nào ở đây. Theo người dân địa phương, do việc tranh chấp trong khai thác, vì sợ nhà báo nên bà chủ đò không cho quay phim chụp ảnh. Việc khai thác các bến đò ngang ở các địa phương ở miền Tây mang lại lợi nhuận khá lớn. Qua sông, lụy đò, nhu cầu đi lại của người dân khá cao. Không có cầu, việc di chuyển đi lại phụ thuộc rất nhiều vào những chuyến đò ngang. Qua hết cửa Hàm Luông, chúng tôi đặt chân lên đất huyện Ba Tri, Bến Tre. Khu chợ Tiệm Tôm vào buổi trưa không còn nhộn nhịp. Chúng tôi tiếp tục di chuyển để chinh phục cửa sông thứ 3 của Cửu Long, cửa Ba Lai.